còn nhiều. Mày đừng có gồng. Ừ, bình tĩnh đi, bình tĩnh.
không sao không á chị. Chân sao cái con là cái gì đó này, để cho người ta xem.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái loại đó. Phải rồi. Mình nó nặng không sao. Mình nó phải lắm. Mình nặng cái miệng lại.
Hôm nay em nha. Em nhìn nè. Chấm. Đó nè. Chưa làm gì hết. Ở nhà sao chị ngẩn được chị? Đó, nó ra vậy đó. À nó trầu lâm láo không? Nó ra là đâu có nặng nữa, nó dễ gì nó cho mình nặng. Thành ra hả? Cứ đè nhẹ 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 vậy. Thành ra nó đâu có ra được như đâu, nặng ra được đó. Những cái hộp mà cứng như vậy á là nặng ra được vậy thôi. Còn cái kia nghe nào hết đi mẹ ơi. Gần là khi nào? Ấy một đó là hình rổ á. Nó nằm đó.
ăn một đùi nữa. Ủa nhiều quá, nó ăn một đùi cái mình lấy cái đầu nhỏ vậy mình thiệu cái nó rớt ra một cục. Dạ quá. Cứ đẩy tao đi luôn, tao đi ra. Dạ. Mà im đi. Đi nha, đi nha. Sao chị nói nữa không? Chị biết xí rồi đi. Thấy mà im chứ. Hả? Căng rồi. Chút xí nữa rồi. Chán đi. Hỏi cháu chút ha. Đó. 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 Ăn chó lận lên.